Hey, feel I'm in the mood for a switcher. I hit the function, hit the rosé till I hiccup. I hit the stage and leave with money that's a sticker. 1 ngàn luôn hả? 1 ngàn tỷ luôn, ông đang bán với anh Kavahan luôn hả? À, download rồi bán luôn đúng không? Để tôi đăng lên siêu sao. Ủa, này 5 ngàn tỷ, ủa, có ăn có sẵn cái này hả? Từ 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 nha, chính còn dư 1 ngàn đúng không? Tức là bạn này cần có cầu thủ rồi. À, bạn này có cây quốc dân rồi, bây giờ làm cây Pháp nha. Trong mấy con này có nào Pháp không? Kieran Gibbs Pháp nè. Anh hả? À, này không có cây nào Pháp hết trơn đúng không? Vì mình làm cây Pháp. Đẹp quá, đúng là không bị trùng cầu thủ luôn ngon. Còn bạn né, 1 ngàn tỷ này mình mua Esther được 200 á nhá ha. Esther 200. Bạn này mình thích chơi 5 năm này phải. 5 năm coi, tiền đạo Pháp 5 năm. Benzema cái này được 200 tỷ à. 200 Esther, chưa ghê nhiêu. Bán không? 249 tỷ à. Con này khó bán, con này 118, 240 mấy, khó chứ, thu ram 350 à. Thu ram 350 luôn à, mắc dễ. Chơi game ngon quá à, Benzema 220, Benzema này ngon mà lỗi giá quá. Thu ram 300 à, ừ đáng không thu ram cũng được. Thu ram là thu ram 25, lấy thu ram. Thu ram với lại Benzema World Cup 2 con cộng lại 400 nhiêu. Benzema World Cup nha. Thu ram và Benzema World Cup nè, hai con này 5 năm luôn nè. Thu ram Esther, Benzema CF. Benzider mua được không? Benzider này, con này không mua được, con này không ai bán. Benzider này hiếm ghê. Tôi muốn bị phá mấy lần, tôi bị lỗi mà Benzider mấy lần ngoài bán. À nếu như đi full cây 5 năm luôn ngon luôn chứ. Có Karim Berry cũng dở lại nè. Henry à. Đội này giàu mà, đội này tôi build được con cánh cũng 100 tỷ mà. Hàng cánh 100 tỷ luôn á. Ribery Icon cộng 5. Zider vẫn bán à. Zider này bán thì ngon quá. Con này về không nổi đâu. Mày bươi mấy lần rồi không về nổi. Zidane 100 tỷ, 2 chân 5 năm. Lacazette về không? Con Lacazette này còn khó về, nó chỉ mua chiếc đơ. Lacazette này ngon, 2 chân 5 ngon quá, khó về quá. Dembele Mbappé, team này mà chơi mấy con 5 năm hai cánh thì nó hơi cùi. Tại vì 4 năm có mấy con nhiều cũng ngon hơn. 4 năm nhiều ngon lắm. 4 năm mà 200 tỷ một con cánh thì có sự kiện của mấy con cánh Nwunku này chạy cánh không á, chạy cho 21 không, chạy nhanh ghê ha. Quả này chồng mấy mắc quá. Henry không còn ra, nhưng không ra cũng đỡ. Colomoni Mavet 3 năm. Ritman CC cũng ngon mà quan trọng nhiêu tiền thôi, để tôi tiền có đủ không á. 100 tỷ cho cánh à, cánh được 100 tỷ. Ritman tới 200 mấy à, 200 mấy mắc quá, không đủ tiền nè. 100 tỷ thôi, 100 tỷ hai cánh. Có còn quả Zidane cũng đẹp quá. Zidane LN cũng ngon. LN là Benzema khỏi Zidane. Cánh nữa tôi muốn thích con Ritman là Best Cup à. Ritman còn nha, 53. Giờ chỉ còn sự kiện của Ritman à, rẻ quá. Ritman CC đúng không ha? Ritman CC 4 năm vậy. 4 năm. Ritman CC cánh phải, con cánh trái đổi con là chạy nhanh nhanh xíu. Cánh trái trời. Dembele con tiền lạ. Dembele mày bắp bê cũng ngon, Mbappé đáng ngon á. Mbappé có mùa nào được không? Mbappé Best có 4 mấy tỷ à? Chạy 2. Mbappé cũng ngon mà. Mbappé 4 mấy tỷ à, mua được không? Một lượt dịch à? World Cup thì sao? Mbappé World Cup. Mbappé World Cup giá nhiều, 89 tỷ hả? À? Ủa sao chênh lệch với ta? Ừ, cái Mbappé World Cup chạy nhanh á, chạy nhiêu? 19-20, con này chạy nhanh hơn đó. Con này lỗi giá quá, con World Cup này lỗi giá quá. Lấy con Mbappé World Cup 22 thôi. Ừ, 80 rồi. Không được, M2 U ở này. 22 qua mấy tỷ, con này lấy được 100 tỷ mà. Mbappé cánh với lại Griezmann cánh. Benzema với lại Thuram. Benzema nếu mua được ngon, mua được thôi sao? CDM 3, Rabiot Juve 65 tỷ đúng không? Rabiot Juve ngon mà đúng không? Lấy Rabiot Juve luôn, 53. Mày cũng ngon này đó, ngon ghê. Rabiot Juve, Rabiot 3 test mua được không? 113, nhà bà mắc Rabiot Juve đó. Cánh mùa gì phèn hả? Cánh này mà phèn cũng mấy bắp bơ, Griezmann phèn nữa quá. Ủa Griezmann CC mà, nhầm phải này. Griezmann CC, tỷ nó ra quá ta. Griezmann CC á, Griezmann CC, sao ra best lúc. Griezmann CC, cầm với lại bắp bơ. Thu ra Benzema, giờ đang qua con tiền dễ. Hàng CDM, Simcan à. Simcan đá RB, đá CB cũng ngon, Simcan đá ok nhá. CDM tôi có sự hiện của Rabiot ha. Rabiot Juventus tuần nế à, mấy 85 35 à. Jussa, sấy, là 43. Phải là 43 hả ta? Pháp này không ra con nào khác biệt hơn hả ta? 43, Berti, Vieira, Tosa, mấy 85 45. Tosa 15 tỷ vậy. Pháp nhiều con rẻ ngon hả ta? Ron Ginder, con này ngon nè. Mày mua được không? Này ngon rồi chứ, 45 này ngon nè, con này ngon nè. Ron Ginder này ngon nè, con này khó mua lắm nha. Con này mua không lựa dịch, con này khó mua quá trời. Con này lỗ giá, khó mua chứ. Ron Ginder này ngon á. Rabiot với lại sự hiện của Vira CC cũng ngon à. Lấy Vira CC cho lực. Lấy Vira CC thì dễ tính hơn. Cao to đẹp trai luôn á chứ. Vira CC lực xuất xa có mà. Ô, Vira xuất ngon quá vậy. Vira này mà. Rabiot Vira, cặp CD mà lực luôn á. Cặp CD mà bao thủ luôn. Rabiot Vira, cặp này đẹp nhất rồi. CB Zidane à,
Zidane CR7, tôi đang tính cái trường hợp Zidane. Còn Zidane LN thì yếu, Zidane CC cũng ngon, Zidane LN mất lực sút rồi. Vieira thì Vieira với lại Rabiot nè, cầm này thủ sút được mà, lực sút đó mà đúng không? Rabiot sút sút cho 17 luôn chứ, Vieira thì sút là dở thôi nhưng mà. Còn Vieira thì sao, nó đứng ở nhà mà, nó thủ, CDM thủ, Vieira lại Rabiot đây. Bốc 3 phải mua best cấp ngon, best cấp lỗi giá quá, return thì cũng mê. Vieira CC mấy mùa mới mới đã. Quay ra kia mốc 3 kia một thủ á. Cặp CB Todibo người Pháp không ạ? Todibo rẻ 7 mấy tỷ à? Todibo đúng, Todibo Varane à. Thu thân trung bình đúng không? Varane DC cái giá cao đúng không? Todibo Simakan đúng, Simakan ngon nha, Simakan 2 u. Chạy ngon á, chạy 113 luôn. Simakan 600 tỷ. Simakan 600 chạy 115. Todibo 114 thì chạy 113. Lacroix à, Lacroix ngon. Lacroix 23 test 48 tỷ bán không? Còn con này ngon ghê chứ, Lacroix luôn đẹp, Lacroix đẹp á, bán không? Có lùi dịch luôn nè. Lacroix tôi đi vô luôn, cặp pháp này đẹp mà, được mà rẻ mà ngon. Còn dư tiền sắm dự bị nữa. Dư tiền sắm dự bị nữa. Simakan à? Simakan. Chạy con Lacroix ngon, chạy nhanh nữa. Simakan này chạy mà không? Simakan với 87 thì sẽ 90 thôi. Lacroix mình chuẩn bài thôi. Simakan đẹp lắm. Đủ tiền á. Tôi đi mua đó rồi ngon mà. Mua mấy 90 luôn, ăn CB lực mà. Tính cũng tiền ấy nha anh em nha, tính tiền á. Benzema là khó mua quá, ráng Benzema nha. Ráng cái con này mua được á. 4 lượt giao dịch trong 2 giờ tôi nghĩ là ráng chèn canh mắt đầu chắc được. 83, cấp B, không đủ tiền của ta. Cái bao nhiêu, 80 rồi. 913 rồi, không đủ tiền ta, không đủ rồi. Tôi đi bộ mà chạy nhanh á. 74 không đủ tiền ha, ngàn tỷ lận giờ giảm đi khoảng 50 tỷ là đẹp, giảm đi khoảng 100 tỷ á, giảm 100 tỷ đi, giảm 100 tỷ này mà giảm, phải giảm cả 100 tỷ á, con này hết tiền quá, mấy giấy đơ này khó mua quá, bỏ về thôi, giảm được phải 100 tỷ á chứ, giảm Vieira rồi, Vieira ha, giảm Vieira, con thu ra con Griezmann này ngốn tiền dữ quá, hàng này ngốn sâu quá. Griezmann này ngon ha. Ben nó không có hàng không ạ? Ben này lựa dịch nhiều mà, 4 lựa dịch trong 2 tiếng mà không có được. Sống thì mát mấy. Con Ben này được, Ben mua được. Quả này giảm con thu ram lại, SD coi tính con nào 200 mà. 300 mắc quá, 200 thôi, 300 là quá tiền. 300 quá tiền. Để con nào 200 không? Ben nào? Ben Zedder à? À Ben Zedder này thì không bán đâu, Ben Zedder hiếm. Ben Zedder là đấy con nào 200 thôi. Có con Chezegue này ngon nè, mà con này không bán. Con Chezegue Juventus là 205 này. Con này đá ngon quá vậy con. Team này Henry CC như 300 tỷ à. Henry 3 test Chezegue còn 155. Benzema 2 test Dabi West rồi, ăn xíu cũng được. Nhưng mà đó, con Thuram này ngon. Thuram này ngon, giảm Thuram nhìn đúng quá. Giảm Vieira lại đây. Vieira đổi sang bốc 3. Vieira sang bốc 3 thì thơm. Vieira bốc 3 là đẹp. Rồi bốc 3 này nè mà. Vieira rồi giảm Vieira giảm sang bốc 3 return là mình giảm cũng được. Bốc 3 này đâu bán đâu, bốc 3 này ngon quá mà mua được. Mày ối con này mua được á, ráng chèn được á. Chèn được ấy, không chèn được con này, chèn qua con không được này mua bốc 3 return nữa. Ha. Đẩy bốc 3 này giảm được mấy chục tỷ là đủ á. Đẩy bốc 3 best cup đi. Để Griezmann lại, để Thuram lại, Thuram nhìn ngon quá, mấy anh kia nhìn dở. Thuram. Phải Thuram, đẩy ST không muốn Thuram. Griezmann hôn rau hả? Không mê không rau lắm. Vieira bốc bà ráng chèn nha, đội pháo này khó ra ra nhưng mà có năm lượt giao dịch nè, có người bán á chứ. Chết bà không đủ tiền luôn, ta ơi không đủ luôn hả? Vậy là đẩy bốc bà return luôn rồi, thôi không được bốc bà best cup luôn, bốc bà return luôn. Bốc bà return luôn rồi. 39 tỷ lại lắc rồi vô. Bốc bà return luôn nha. Bốc bà return luôn, bây giờ mình còn hai mấy tỷ thôi, mua hai hội cánh GK. The next day. Đã mua Benzema được rồi, ok, ngon kìa, phát xong rồi á. Benzema ok, về luôn đúng không? Ok, cây pháp đã về. Rồi cây pháp như 900 tỷ đó, 900 nhìn mực quá. Thu ra Benzema, pháp tại đội cụ cộng hết luôn rồi đó hả? Đã quá vậy, ấy pháp 2021 luôn à. Ấy vô tình nha. Vô tình ra nguyên cây pháp 2021 kìa, còn sót 3 người này thôi. Vô tình quá vậy. Ôi pháp 2021 luôn, chỉ số kìa được cộng quá trời luôn nè. Trời ơi, vô tình cộng kìa, 132 chạy Thuram hả, tăng tốc độ dứt điểm được số xa trời chí. Quả Thuram 2021 chạy cá nhân xoáy, trời quả pháp này chạy thôi chứ Griezmann này bê chạy nhiêu. Chạy 132, chạy 131. Trời ơi,
Ủa mới chạy không ta? Được ra cây pháp 2021 rồi, vô tình này mấy anh, này là không tính trước luôn á. Ra cây này nếu mà thay con GK hả? GK Areola đúng không? Areola có 2021 phải. GK này nếu như chỉnh chu xíu không? Vậy mà qua tôi không đi cái đường này, tôi đi tôi biết này là không rồi. Pháp hai ờ này có 8 cầu thủ cho lên được cộng rồi. Này có Areola, Lorissa, Mainan. À Lorissa Mainan nó được, không có Areola gì đâu có tính. Thì 8 con. CB thì các anh có câu D Varane rồi, qua được quả câu D, câu D 23 test và Varane DC thì thôi chứ. Nhưng team đẹp quá à. Lucas Bokba Rabiot 5 Rabiot này bội số kìa, nhìn mê luôn ha. Kiến tạo qua người Tori Bolak rồi. Này cũng không 2021 rồi, cộng ít số, ghi cộng 2021, cộng nhiều quá ha. Ba pha với Lucas Hernandez nè, cộng thêm Pháp rồi, xuất xa, tốc độ, xuất xoáy nữa. Trời ơi, số cộng đã vậy. Pháp 2021, thu ra muốn chạy rồi, cho bài mấy luôn á. Nếu như mà tăng thêm cái Pháp số cao nhất luôn lần đâu nữa. Cây này build đẹp quá gì, đúng không? Ồ qua Thuram này nhìn lên level 5 em coi chạy kìa. 132 đúng không? Đăng thêm cái đào tạo vô hai số này chạy 134 luôn á. Thuram chạy hơi gác luôn. Nhà quản lý 422. 422 này Sun Art Direct vô. Cây phát này mượt quá à. Pháp này bê chạy trăm mấy chịu nổi cái chạy kìa. Còn Lorenzi mù lai luôn á, trời ơi dí em bê nổi ba ơi. Giờ mà anh em còn xài hậu vệ cánh mù lai thì sao anh em dí nổi, bắt có Thuram. Trời ơi. Man. Hỏi phạt đó đúng không? Ơi. Phải có Henry nữa, Henry nó phạt ngon kìa. Team này có Risma. Ôi dễ dễ, làm gì vậy? Này làm gì ta? Làm gì ta? Ủa? Mày làm gì ta? Anh tưởng mình biết đó phạt à? Chi nha đó phạt, Anton Risman. Trời ơi, đinh à. Làm gì ta? Mày làm gì ta? Trời ơi, Risman xuất phạt kìa. Cháy máy luôn rồi nha. Ừ thủ rám. Ừ. Ngon. Cảm giác kỳ nha, ok 6-1 nha. Trời ơi. Kỳ xíu rồi sao cho. Kỳ lắm. Ấy còn không 6-1 nha, bàn nữa hết giờ đẹp. Ừ thủ ra 4-1, hai bàn nữa đúng không, hai bàn dính mà, hai bàn dính mà. 6-1 là được, 7-1 được không, hay phải đúng 6-1. Izani đã scan 5.000 đồng, 6-1 trở lên đều được Sima. À cắm sắc kỳ nha, ok chị đẹp quá. Gì đẹp quá, Benzema 5-1. Trời ơi, đừng ao nha ba, đừng ao nha, ông kia đừng ao nha. Ông kia đừng ao nha. Ừ. Đừng ao nha, đừng đá tiếp nha cháu. Ơi nó tạm dừng rồi. Ơi nó tạm dừng rồi, đừng ao. Ồ, yếu vậy, dọ vô ông bạn tạm dừng luôn kìa, đi luôn sải kìa. Đi luôn sải luôn hả? Ừ, Thuram. Ờ, thì giờ chắc mắc có Thuram, đẹp à. Mấy skill qua người bạn hay dùng tên là gì hả? Heal to run ball. Mình có hay dùng cái heal to run ball nè. Ờ cái đó hay dùng nhất thôi, còn đâu có dùng skill đâu. Có một cái một đấy mấy đó ha. Lâu lâu thì kéo anh về gì thôi ha, còn heal to run ball thì hơi nhiều nè. Mày quá Benzema ngon quá vậy. Ao luôn hả, chọn ba không ao rồi. Mấy nàng yêu người ta.
Ben. Chọn thùng ram chứ, chọn nó cũng chơi Benzema luôn kìa. Chọn nó cũng chơi Benzema luôn hả? Thu ram ngon vậy, đúng rồi, thu ram là ST đỉnh mà. Chiều mới làm video rồi tới ST lập tường á. Thu ram ngon hát, ủa Benzema anh độc mạnh luôn hả? Benzema đầu kìa. Karim Benzema, Griezmann tạc van xoáy đã chứ vậy. Benzema lên được đúng không? Thu ram chạy được đó. Kiếm ta nắm được đúng không? Đấm ác luôn đi. Ta đấm ác luôn đi ha. Ác luôn đi. Cao sắc ghi nha, ok ok. Trời ơi, đừng ăn nha ba. Chơi mà nè em khó quá, nè nóng tính đó chứ, đôi khi giải trí xíu. Ram, hay không, rên kia đâu dám kèm đâu, mắc có thuốc ram. Rên ngon, sút tốt, chạy nhanh, thể hình có đầy đủ mọi thứ quá. Ơi ăn bạn nào sao ta? Trời bao sốt, ơi ăn bàn nó ao á này mà, ăn bàn ao á. Cho qua cái mồ ơi, trời nó cho banh mình đá không vậy? Ừ không ăn thì nó dối lòng quá, cho banh mình đá không? Đừng ao nha, đừng ao, giao anh chạy. Ừ, giao anh chạy rồi, giao anh chạy rồi. Trời ơi, sao lắm không được? Ừ, 5-0 đừng ao nha, 8-4 rồi, đừng ao nha ba, 8-4 rồi. Đừng ao, chuyền banh cái. Ok, ok bạn ơi. Tôi đi bán cái số, tôi đi lượm dây chai. Đúng không? Để làm gì? Thầy quá tao mắc có thu ram, qua truyền kìa đẳng cấp. Trời ơi, dính đề đẳng cấp luôn kìa. Và đừng quên đó lại một like và subscribe để giúp mình có thêm động lực làm những video sau nha. Và một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn vì đã xem video này của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.